Như chúng ta đã biết, penny là nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ, thị giá thấp hay còn gọi là giá rẻ. Thì cách đánh của nhóm cổ phiếu này khá khó chịu và có thể gây độ sát thương rất cao. Tuy nhiên, nếu vào đúng thời điểm thì sẽ cho chúng ta khoản lợi nhuận rất lớn. Và để có được lợi nhuận từ các mã cổ phiếu penny này thì chúng ta nên am hiểu về cổ phiếu và về cách đánh của cổ phiếu đó. Sau đây là những bí quyết để chọn cổ phiếu penny. Điều thứ nhất đó chính là tìm kiếm về thời gian cũ, tìm kiếm về quá khứ và lựa những mã cổ phiếu có sóng tăng mạnh, tốt nhất là tăng 1 đến 2 lần mạnh trong quá khứ, thì điều này chứng tỏ rằng đây chính là lái xịn và lái có quyết tâm. Điều thứ hai đó chính là lựa cổ phiếu penny có tài sản, ví dụ như là bất động sản. Điều thứ ba đó chính là lựa cổ phiếu có báo cáo tài chính trước đó cực xấu, giảm mạnh, thua lỗ nặng và báo cáo tài chính gần đây có tiến triển hơn lần báo cáo trước. Điều thứ tư là lựa mã cổ phiếu có câu chuyện vẽ vời, ví dụ như là chuyển đổi đất rừng cây cao su thành đất khu công nghiệp. Điều thứ năm đó chính là lựa cổ phiếu có thị giá nhỏ hơn giá trị sổ sách. Giá trị sổ sách có nghĩa là nếu công ty đó phá sản, sau khi thanh toán cho cổ đông nội bộ, cổ đông lớn hoặc trái chủ thì phần tiền mà cổ đông nhận lại được gọi là giá trị sổ sách. Chú ý những mã penny có nhịp nổ vol lớn đầu tiên thì chúng ta vào hàng. Và đặc điểm cách mua của cổ phiếu penny đó chính là mua giá cao, có thể mua giá trần và chúng ta giữ đó. Và phiên bán chính là phiên lái xả hàng, đó là giá sàn. Nếu anh chị thấy clip chia sẻ này có ý nghĩa và hữu ích thì hãy theo dõi, like và mở tài khoản tại công ty chứng khoán Mirai Asset. Mã nhân viên là SV0359, điện thoại 0939 26 26 33.